Cô gái trúng mánh vì mua sầu lại còn được sầu riêng, khiến dân mạng cười tụt quần vì nó lạ lắm. Chuyện là hôm nay tự nhiên thèm sầu riêng nên cô gái quyết định ra chợ xin ngay một em về ăn cho thỏa cơn thèm. Được các cô quảng cáo đây là sầu hạt lép, rất ngon. Vì thế nên cô gái cũng tin tưởng mà mua ngay một quả. Đến khi về nhà, cô gái bổ ra thì mới tá hỏa tâm linh vì không ngờ đã sầu lại càng thêm sầu. Trời ơi, cái này là gọi là gì đó trời? Trời đất ơi, trời ơi, lúc bổ ra bên trong cứ thấy gì vàng vàng to to, cứ tưởng trúng mánh được muối to rồi cơ chứ. Ai mà có dè, đúng là vàng thật nhưng mà muối này ăn hỏng được, không khéo còn chảy máu luôn ấy chứ. Rồi kiểu này biết bắt đền cô làm sao, vì đây đích thực là sầu hạt lép gọi, chứ có miếng cơm nào đâu mà có hạt. Này nên gọi là sầu chung chứ sầu riêng gì nữa trời. Sau khi đăng tải đoạn video, nhiều người đã không khỏi bật cười và để lại bình luận: đây là sầu trong sầu hay còn gọi là sầu ơi là sầu. Cô này này mua một mà còn được hai luôn, quá lời gọi còn gì nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.